Shop gốm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Số phía sau là giá của sản phẩm, xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo để tiết kiệm chi phí cũng như là thuận tiện cho việc trao đổi thông tin và hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày chủ nhật kỹ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái cặp ly trà gốm. Cái ly này cái dáng cao thanh, nó vẽ cái nó phủ cái men kiểu lông thỏ đó, mà các anh chị chơi gốm hay gọi là thiên mục lông thỏ đó. Nhìn rất là tinh tế với cái màu men xanh khá là hiếm gặp. Đây là cái kiểu men lông thỏ mà các anh chị chơi gốm hay gọi là thiên mục lông thỏ đó. Cái màu men xanh rất là đẹp. Đây là những cái sản phẩm được chế tác thủ công. Đây nó có cái vòng tròn khuyết là cái dấu thiền đó. Cái ly này nó cao 6.5, đường kính 6.5, mã sản phẩm là H1, giá 120k trên cặp. Tiếp theo là một sản phẩm rất là độc đáo, một cái cặp chén, một cái cặp chén sứ, bên ngoài nó phủ men màu xanh coban. Do cái này cái nền nó đen đó cho nên nhìn nó không có rõ cái màu như thực tế. Đặc biệt là lồng vẽ hoa hồng rất là tinh tế. Lồng nó vẽ hoa hồng rất là tinh tế. Đây men màu xanh coban. Tức là màu xanh xanh lam ánh tím đó các anh chị, là xanh coban. Trên vành này nè, nó viền bạc. Cốt dày nặng, men bóng rất là đẹp, cốt sứ tốt. Chén này nó cao 6, đường kính 8.5, mã sản phẩm là H2, giá 70k trên cái, bộ này có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố men lam xưa, rất là đẹp. Một cái thố men lam, cái này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa hay là cổ cũng được. Cái thố này cái dáng hay, bên ngoài vẽ hoa và sơn thủy, trên nắp nó có cái ấn truyện nè, họa tiết nó được thủ công, vẽ thủ công rất là tinh xảo, cực kỳ tinh tế. Lồng nó có vẽ chữ thọ. Cái nắp này bên ngoài thì nó lành nhưng mà bên trong á, nó có cái vết mẻ như hình. Nhưng mà khi chúng ta trưng bày để chúng ta đậy lại như thế này thì nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Lồng chén nó cũng vẽ chữ thọ vậy, chúng ta thấy cái màu thời gian đó nó hiện rất là rõ trên cái chén này. Đây chúng ta thấy nè, cái vết oxit sắt nó tạo nên những cái nốt ruồi. Họa tiết được vẽ rất là tinh xảo, cực kỳ tinh xảo. Cái chén này cái cốt nó rất là sâu tuổi các anh chị, nhìn cực kỳ sâu tuổi. Các anh chị có thể là chúng ta để không cần nắp, chúng ta chưng nó vẫn đẹp. Cái này những cái vết rạn men nó thấm cái màu thời gian đó. Tính luôn nắp là nó cao 8.5, còn tính riêng tới chén thì nó cao 5.7, đường kính là 10.5, mã sản phẩm là H3, giá 200k. Cái này những cái đường rạn nè, nó thấm chứ không phải là nó cái kiểu mà nó tóc các anh chị. Men mà nó lâu ngày quá nó rạn như thế này nè. Giờ có những cái vết rạn cũ như này.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp dĩa, một cái cặp dĩa gốm, cái dáng rất là hay, dáng vuông, đặc biệt là cái kiểu men rạng đó, nó giống như kiểu cái vỏ trứng vậy đó, nó rạng giống như cái vỏ trứng vỡ vậy đó, hay là giống như mà mặt đất khô hạn nứt nẻ, nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ độc đáo, với cái màu men nhìn rất là lạ. Đây là cái màu tự nhiên của men, nhìn rất là ấn tượng. Đáy có ấn truyện. Cái dĩa này cốt dày, rất là nặng. Dĩa này rộng 23. Hai cái màu men nó hoàn toàn giống nhau. Mã sản phẩm là H4, giá 120k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm rất là đẹp. Cái dáng nó giống như dáng nó tạo hình xù xì, nhưng mà cái dáng nó với cái bụng tròn, nó tạo hình giống như một cái quả táo cách điệu vậy đó. Đặc biệt là cái kiểu men và cái màu men khá là lạ. Cái kiểu men nó giống như kết tinh vậy các anh chị. Với cái màu men rất là hiếm gặp. Cái chén này nó được chế tác, cái ly này nè, nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Cốt dày rất là nặng, đáy nó có ấn truyện nghệ nhân. Chúng ta thấy cái men nè, nó phủ nè, rất là độc đáo. Cốt rất là dày, rất là nặng. Cái ly này nó cao 7.5. Đường kính miệng nó là 7.5. Cái đường kính thân nó to hơn, do cái đáy nó to hơn, chỗ cái bụng này nó to tròn hơn, cái miệng nó nhỏ lại. Mã sản phẩm là H5, giá 120k. Cốt rất là nặng, cực kỳ nặng. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly rượu dáng chăn cao, chất liệu là đá onyx mà chúng ta hay gọi là đá cẩm thạch đó. Với cái màu là cái màu trắng, nhưng mà nó trong, rất là trong. Còn cái này là cái màu hoàn toàn tự nhiên của đá vậy các anh chị, cái màu hoàn toàn tự nhiên, nhìn rất là đẹp. Để chế tác được cái ly này từ một cái khối đá nguyên khối thì nó rất là nhiều công phu. Màu tự nhiên rất là đẹp, ta thấy nè, cái vân đá rất là đẹp, nó giống như vân mây vậy đó. Cái này nó giống như một cái có khối tiết mà làm chạm từ băng vậy đó, nhìn rất là đẹp. Cái màu của cái ly này nè, rất là độc đáo. Cốt tự nhiên dày nặng. Ly này nó cao 7.2. Đường kính là 5, mã sản phẩm là H6, giá 150k trên cái. Bộ này có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố men lam xưa. Cái dòng này nó thuộc cái dòng sản phẩm sâu tuổi, nó là cổ cũng được đó. Cái dáng của cái thố này rất là hay. Cái đáy nó đặc biệt, chúng ta thấy cái đáy nó cao, cái trôn cao đó, đáy thắt miệng le, rất là độc đáo. Trên thân nó vẽ hoa cúc, đám cỏ và con dơi đó. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo, với cái màu men lam rất là đẹp. Các anh chị hay chơi gọi là trắng xanh hoặc là men chàm. Hoa nó được vẽ rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Con dơi là nó tương ứng với cái chữ phúc. Lồng nó vẽ hai con dơi này. Chúng ta thấy những cái nắp ruồi nè, trong cái vết oxit sắt đó, trong khoáng nó tạo nên những cái sản phẩm xưa sâu tuổi nó có.
phần trong của cái nắp đó nó có cái vết rạn như thế này nè, vết mẻ như thế này nè. Nhưng mà khi chúng ta đậy lại thì nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng gì cả. Lòng trong của chén cũng vậy. Và thấy cái cốt nó lên nước nó rất là sâu tuổi. Cực đẹp. Vẽ rất là tinh xảo, chúng ta thấy nè. Một cái bức tranh giống như một cái bức tranh thủy mặc mà nó vẽ trên cái trục hình tròn. Rất là đẹp. Hình hai con dơi đang treo ngược. Cái cốt này rất là sâu tuổi các anh chị. Chén này nó vẽ là bốn mặt luôn, nó vẽ giáp dòng. Rất là đẹp. Hiện tại những cái chén mang lam như vậy rất là hiếm gặp. Tổng thể chiều cao cả nắp là 8. Đường kính của chén là 1.6, mã sản phẩm. Xin lỗi, 11.6, sản phẩm mã sản phẩm là H7, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly trà bằng sứ. Cái này nó thuộc cái dòng sản phẩm của Trung Hoa xưa. Cái dòng sản phẩm này thì nó cũng khoảng khoảng hơn 50 năm. Với cái màu men và cái hoa văn rất là đặc trưng. Cái họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Rất là đẹp. Cái cốt sứ này nè các anh chị, nó đẹp lắm. Cái cốt sứ trắng này nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp, và cái nước men cũng vậy. Và nó vẽ cái dòng này nó vẽ rất là công phu. Các anh nhà nghiên cứu gốm sứ này người ta gọi là cái kiểu vẽ pháp lam, tức là từng cái khuôn này chúng ta thấy ở đây, từng cái chi tiết nhỏ nè, nó đều được ngăn bằng những cái đường viền, đường chỉ đó, rất là đẹp. Tôi thấy từng cái đường men nhỏ đó, vẽ rất là chi tiết. Và trên thân nè nó vẽ cái thư pháp. Hai chén này lành tích. Chén cao 5, đường kính 7.5, mã sản phẩm là H8, giá 200k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tống. Cái này nó cái tống cũng được mà cái bát cũng được. Một cái bát men ngọc Celadon xưa. Men ngọc hay gọi là Celadon đó, nhưng mà nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa. Rất là sâu tuổi. Cái dáng xù xì nhìn rất là độc đáo. Cái màu xanh ngọc rất là đẹp. Cái chén này nó được chế tác thủ công, sâu tuổi. Cái cốt sứ cũng như là cái nước men chúng ta nó thấm cái màu thời gian rất là rõ. Ở đây nè cái thì nó cái trôn đó nè, hiện rõ cái màu của thời gian, rất là đẹp. Cái chén này nó chúng ta thấy cái trôn đó nè, chỗ cái hoàng không phủ men đó nó rất là sâu tuổi. Và ở đây ở bên trong này nè, ở trong cái vòng này nè, nó có cái truyện ký của nghệ nhân ở đây. Cái dòng sản phẩm này thì thường chúng ta đưa ra đèn đó thì nó khó có bắt ánh sáng lắm.
Đây cái truyện ký nè, truyện ký tay, nó có hai dòng ký tự, cốt rất là dày, rất là nặng. Cái men nó đặc biệt sâu tuổi, cao 6.5, đường kính 14 năm, mã sản phẩm là H9, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu trồng cây bằng gốm. Đặc biệt là cái kiểu men rạn đó, nó giống như cái vỏ trứng vậy đó. Rạn giống như cái vỏ trứng mà nó vỡ vậy đó các anh chị. Nhìn rất là ấn tượng với cái màu men xanh rất là đẹp. Cốt dày nặng. Cái kiểu men rất là ấn tượng. Ở đáy nó có cái ấn triện nè. Cốt dày rất là nặng. Chậu này cao 9, đường kính 10.5, mã sản phẩm là H10, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái hộp đựng trà bằng sứ của Scotland. Cái hộp này dáng nhìn rất là hay, vẽ hoa tinh tế. Thân và nắp vẽ hoa rất là đẹp. Đây, nó của Edinburgh, Scotland. Cái nắp nè, nó có cái vết tóc, vết rạn, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng. Ở trong nó được bọc một cái vòng là từ cái vỏ cây sồi á, để nó kín hơi đó các anh chị. Nó không có ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng, sử dụng hay trưng bày cũng rất là đẹp. Chậu này nó cao 10.5, đường kính cái nắp á, là 5.5. Dòng thân là 24, mà sản phẩm là H11, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ. Một cái dĩa sứ của Đức, nó đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, Rosenthal. Rose tức là hoa hồng đó. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Cái dĩa này nó rất là to. Cái dáng hay, cái dáng nó chữ nhật mà nó bầu gần, không có phải giống như oval. Đặc biệt là cái đáy nó phẳng, cho nên cái dĩa này nè các anh chị có thể là nó để được cái thức ăn rất là nhiều, hay là các anh chị dùng làm cái khay trà nó cũng rất là hợp. Ở bên trong vành này nó được viền viền vàng rất là tinh tế. Những sản phẩm của Đức á, thì nó rất là chất lượng. Đây, Rosenthal, một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Đức. Studio. Cốt dày rất là nặng, men bóng rất là đẹp. Dĩa này nó dài 33. Rất là dài các anh chị, rộng 27, mã sản phẩm là H12, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái sản phẩm rất là đặc biệt. Hai cái ly gốm Sino men tuyết. Sino là một cái dòng sản phẩm rất là đặc trưng của Nhật. Nhưng mà Sino men tuyết đó, nó là một cái dòng sản phẩm gọi là cái phiên bản đặc biệt. Hai cái ly này cái dáng xù xì với cái kiểu men rất là ấn tượng, và trên thân nó vẽ đôi hạt. Hạt là một cái loại giống như là chim tiên. Nó tượng trưng cho cái sự trường thọ, và chỉ có hạt mới có thể bay lên được trên lên trời theo cái quan niệm phương Đông. Tức là bay lên được trên 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 tiên giới đó. Và đặc biệt cái tập tính của hạt thì nó chỉ kết đôi duy nhất một lần trong đời. Nó là cái loài chim tượng trưng cho cái sự thủy chung. Cái ly này nó phủ cái men rất là ấn tượng các anh chị, chúng ta thấy nè. Ở bên dưới này nó tạo hình cái hoa văn sóng nước bằng cái men tuyết, nhìn rất là hay.
trên nền cái men sino xanh. Hạt nó được vẽ bằng một cái men sino xanh và cái men sino đặc trưng. Cái bên ngoài cái men nó đẹp hơn trong hình, chúng ta thấy do cái ở ngoài nó cái màu nó thực tế hơn, còn trong hình nó bị chá ánh sáng, chúng ta không thấy được cái vẻ xù xì của cái men. Cái ly này thuộc dòng sản phẩm xưa, chúng ta thấy nè, màu thời gian nó hiện rõ, đáy nó có ấn truyện ký tay của nghệ nhân. Ly này cái nước men rất là đẹp, cực kỳ đẹp, xù xì nhìn rất là ấn tượng. Cả hai ly đáy đều là cái truyện ký tay của nghệ nhân cả, cốt dày nặng. Những cái sản phẩm này trưng bày thì nó rất là độc đáo, nó là những cái sản phẩm có thể nói là độc bản, cao 8.5, đường kính 7.5, mã sản phẩm là H13, giá 350k trên cái. Shop bán hai cái để các anh chị mà chúng ta sưu tầm cái dòng này cho nó đủ bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly hay là một cái cặp tượng cũng được, chúng ta nói ly cũng được mà tượng cũng được. Tạo hình Đạt Ma Sư Tổ, tiếng Nhật gọi là Daruma, còn ở Việt Nam chúng ta gọi là Đạt Ma Sư Tổ, do người Nhật họ cũng theo cái phái thiền tông từ tổ sư Đạt Ma, cho nên ngài có một cái vị trí rất là trang trọng đối với cái người Nhật. Hai cái chén này thuộc cái dòng sản phẩm xưa hay là cổ cũng được đó các anh chị, nó rất là sâu tuổi à, từ cái nước men cho tới cái cốt sứ, đặc biệt là tạo hình rất là tinh xảo, cực kỳ ấn tượng. Do nó thiếu ánh sáng, để đây đâu góc độ sáng để các anh chị nhìn cho nó rõ, tạo hình cực kỳ sống động. Đây là tóc của ngài, chúng ta thấy cái tai này rất là to, cực kỳ sống động. Chúng ta thấy đúc tượng là một cái kỹ thuật rất là khó, mà sống động như thế này đòi hỏi cái tay nghề, cái trình độ rất là cao. Đây chúng ta thấy cốt sứ nè, rất là sâu tuổi, cực kỳ sâu tuổi. Chúng ta thấy hai cái ly này nó mang hai cái sắc thái khác nhau. Bên trong này nè, một cái ly lớn hơn tí này nè, bên trong nó có truyện ký của nghệ nhân, cốt rất là sâu tuổi. Bên ngoài các anh chị thấy cốt nó rất là sâu tuổi, đặc biệt là chúng ta để lại dùng như cái ly cũng rất là vững. Hay là chúng ta những cái sản phẩm này chúng ta trưng bày trong những cái tủ nhỏ, nó rất là đẹp, rất là trang trọng, cực kỳ sống động, rất hiếm gặp những cái sản phẩm như thế này. Hai cái này thì nó cái kích thước nó tương đối, nó có sự chênh lệch giống như phu thê đó các anh chị. Ly cao này nó cao 4.2. Dài tổng thể đó là 5.3. Rộng tính luôn tới cái tay đó là khoảng 4.8 à. Mã sản phẩm là H14, giá 500k trên cái. Đây là hai cái sản phẩm xưa hay là cổ cũng được. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp. Một cái chén trà thiên mục, chúng ta gọi nó cha quan, nhưng mà cái này thì cái tên quốc tế là Tenmoku, tên người Nhật họ đăng ký với quốc tế là Tenmoku. Nhưng mà những anh chị mà chơi trà đạo đó hay là chơi đồ cổ đồ xưa đó thì gọi cái chén này là cái chén thiên mục, cái dáng này là cái dáng thiên mục. Nó cũng nằm trong cái nhóm cha quan, nhưng mà nó là nhóm
Ở Nhật thì nó cũng nằm trong cái nhóm Chagwan, nhưng mà nó có một cái tên riêng, đó là Tenmoku, là cái tên của người Nhật họ đã đăng ký quốc tế. Còn ở Việt Nam chúng ta thì gọi là những cái chén thiên mục long thọ. Do cái chén này nè, thì thật ra người Nhật họ cũng tiếp nhận từ người Trung Quốc vào đời Đường, những cái thiền sư Nhật Bản, những cái người thiền sư Nhật Bản đó, họ qua cái dãy thiên mục vào thời Tống đó, họ học Phật pháp và họ cũng tiếp nhận luôn cái trà đạo của người Trung Quốc, nhưng sau này họ phát triển thành cái trường phái riêng. Thiên mục thì họ lấy cái tên là cái dãy núi thiên mục, nhưng mà thiên mục nó còn mang cái ý nghĩa là con mắt của trời. Ở đây chúng ta thấy đây gọi là cái kiểu men thiên mục long thọ, rất là tinh tế, cực kỳ tinh tế. Cái chén này thuộc dòng sản phẩm xưa các anh chị, rất là đẹp. Đây là những cái vết đặc trưng của cái dòng thiên mục, có cái nó chảy xuống tới dưới trôn luôn, rồi khi dở lên nó có những cái vết giống như rạn, nhưng mà thật ra không phải, riêng cái này thì nó vừa chảy tới cái trôn thôi, nhìn rất là hay. Cái ấn truyện nó nằm trong cái hồ lô, ấn truyện xưa nó nằm trong cái hồ lô. Cái chén này thì nó lành tích, nó chỉ có ở đây nè, nó có cái vết này gọi là cái vết lõi lò, còn ở ngoài thì nhìn không có thấy. Đây chúng ta thấy nè, để quan sát góc độ này cho các anh chị coi. Cái chén này nó cao 7.2, đường kính là 13 năm, mã sản phẩm là H15, giá 750k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu gốm rất là to, rất là đẹp. Cái chậu gốm mộc rất to rất đẹp. Cái chậu này ở Nhật đó thì cái chức năng chính của nó là cái chậu cắm hoa Ikebana, tức là cắm hoa theo cái phong cách thiền hay gọi là hoa đạo của Nhật đó. Ngoài ra thì những cái một số anh chị mà chơi bonsai thì dùng nó giống như một cái chậu bonsai, và các anh chị chơi trà đó thì dùng nó như một cái âu trà, tức là toàn bộ ấm chén trà các anh chị để vào đây, rồi chúng ta làm nóng, dùng nước làm nóng nó trước khi pha trà, hay là chúng ta dùng nó giống như một cái dầm trà thì nó cũng được luôn. Do cái đáy nó phẳng đó thì chúng ta để cả bộ trà vào đây thì nó rất là hợp, nó phủ cái men rất là tinh tế. Chúng ta thấy nè, cái men trắng nó điểm trên cái men nâu nhìn rất là hay, cực kỳ tinh tế. Chén này cái dầm này chúng ta thả hoa hay là chúng ta thậm chí là chúng ta nuôi những cái loài cá nhỏ thủy sinh của nó cũng đẹp nữa. Chúng ta thấy nè, men rất là tinh tế, đáy nó có cái vòng tròn khuyết hay gọi là cái dấu thiền đó, vòng tròn khuyết nó tượng trưng cho cái sự kéo dài vô tận và tái sinh. Đây là cái sản phẩm được chế tác thủ công rất là đẹp, cốt dày nặng, men cực chất. Chậu này nó cao 6, đường kính 30, mã sản phẩm là H16, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Một cái tượng treo tường bằng gỗ, tạo hình cái mặt gấu rất là đẹp. Cái tượng này nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Đây là một cái sản phẩm điêu khắc từ một cái nghệ thuật thủ công cổ xưa của Nhật, ở một cái hòn đảo phía bắc của Nhật á, rất là đẹp.
Cái tượng này nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Ở đây chúng ta thấy cái vết đục đó, vết dao khắc đó. Tượng này chúng ta thấy không, có thể để dựng đứng được nè. Đó, rất là vững. Ở phía sau này chúng ta thấy nè, nó có cái nơi, cái lỗ để chúng ta mắc cái móc để chúng ta treo lên. Treo vô tường đó, nhìn rất là hay. Tượng này nó khá là to. Rất là đẹp. Cực kỳ tinh xảo. Đây chúng ta thấy nè, rất là sống động. Điêu khắc nó đòi hỏi cái năng khiếu đặc biệt. Và chúng ta biết điêu khắc trên gỗ thì nó đòi hỏi cái mức độ khó nhiều hơn, do không thể nào mà sửa chữa được cả. Tượng này nó cao 21. Nó dài 21. Và cái chiều dày của nó là 9. Mã sản phẩm là H17, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái bình hoa men ngọc hay gọi là celadon xưa. Nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa. Cái này tiếng Việt mình chúng ta hay gọi là men ngọc, và các anh chị mà chơi đồ đồ xưa đó thì gọi là celadon. Nó tạo hình một cái giỏ giống như cái thùng xách nước vậy đó, bằng gỗ, nhìn rất là độc đáo. Cái này chúng ta trưng bày hay là cắm hoa đều rất là đẹp. Trên thân của cái bình này nè, chúng ta thấy nó tạo ra cái vòng này, giống như là cái vòng mà cái vòng dây mây vậy đó, rất là tinh xảo. Đây thì đây ở góc độ này chúng ta thấy rõ hơn. Tôi thấy nè, giống như những cái sợi mây nó đan lại với nhau, tạo nên một cái sợi mây lớn, nhìn rất là hay. Chế tác rất là tinh xảo. Cốt dày nặng. Bình này tuổi nó cũng sâu như các anh chị thấy cái trôn nè. Đáy nó có ấn triện. Đây, rất là rõ ràng. Ấn triện rất là rõ ràng. Cái đặc điểm nổi bật của cái dòng celadon đó là cốt nó cực nặng, nặng rất nhiều so với kích thước cũng như là những cái sản phẩm nó cùng kích thước. Bình này nó cao 24 năm. Đường kính 10.5. Cái dòng thân nó là 33 năm, mã sản phẩm là H18, giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng gấu điêu khắc hoàn toàn thủ công, rất là đẹp. Tôi thấy nè, cực kỳ sống động. Cái tượng này nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công, cực kỳ sống động. Đặc biệt thì người Nhật họ thường ít khi họ dùng cái danh mộc để họ chế tác. Nhưng mà cái tượng gấu này là nó làm từ cái gỗ tốt nè. Cái gỗ này nó cứng, nó rất là nặng. Bên ngoài nó rất là nặng đó anh chị. Giờ chúng ta chú trọng nhiều tới những cái tượng này là cái kỹ thuật á, nó rất là đẹp, nó rất là độc đáo. Chúng ta thấy thường những cái tượng của Việt Nam hay là những cái tượng của các nước thì chúng ta thấy là họ tạo hình xong rồi họ mới dùng những cái dụng cụ chuyên dụng đó, họ tạo thành cái vết lông li ti. Nhưng mà đặc biệt là người Nhật đó, trong quá trình mà họ khắc là họ tạo luôn vết lông từ những cái nét chạm, có thể là nhìn rất là phóng khoáng, ngẫu hứng, nhưng mà nó lại cực kỳ tinh xảo. Cái màu gỗ này là cái màu tự nhiên, rất là đẹp các anh chị. Cái màu này là màu tự nhiên chứ không phải là cái màu sơn nha.
cái vân gỗ nè rất là đẹp, và cái cốt gỗ này rất là nặng. Shop thì không có rành về gỗ nhưng mà nó rất là nặng. Thường thì đồ gỗ của Nhật đó họ ít khi sử dụng danh mộc lắm, nhưng mà đặc biệt cái tượng này thì nó hơi khác tí, nó rất là nặng. Và cái gỗ nó rất là chắc chắn, cây văn rất là đẹp. Cái gỗ này có thể nó là danh mộc. Tượng này nó cao 16 năm, dài 13. Để đo cái dòng thân nó đi, nó dễ hơn. Dòng thân là 34 năm là trên dòng thân đó, chứ cái chân thì nó rộng hơn. Mã sản phẩm là H19, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là độc đáo, một cái gương bằng gỗ. Và cái gương này nó được điêu khắc thủ công. Cái gương này nó cũng thuộc cái dòng sản phẩm xưa, nó bằng gỗ, nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công các anh chị. Hai bên nó có hai cái móc nè, để chúng ta treo khăn hay là chúng ta treo quần áo hay vật dụng nhỏ. Có thể nếu mà khi mà các anh chị mà dùng trong cái phòng trang điểm đó thì chúng ta có thể là máng những cái trang sức ở đây nè, rất là hay. Cái gương này thì nó được chế tác hoàn toàn thủ công, nó chạm cái dây nho cách điệu nhìn rất là độc đáo, được chạm hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Chúng ta thấy trên cái viền của cái gương trong cái vòng tròn nè, nó chạm rất là hay. Hoa văn nó được chạm hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Rất là đẹp. Chúng ta thấy cái những cái sản phẩm mà mộc thủ công như thế này thì rất là hiếm gặp. Ở phía trên này nó có cái vết trầy chỗ này nhẹ, vết mẻ nhẹ chỗ này thôi, không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ hay là chức năng cả. Nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa, chúng ta trưng bày hay sử dụng nó đều rất là đẹp. Đây, tôi thấy nè, phía sau nó có cái khắc chữ ký của nghệ nhân nè. Gương này nó dài 44 năm. Rộng 24. Mã sản phẩm là H20, giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dụng cụ dành cho để chúng ta để viết những cái postcard, những cái card đó, hay là card budget đó, những cuốn sổ hay là giấy tờ. Cái chất liệu của nó là gỗ tổng hợp, có thể là gỗ tổng hợp hoặc là gỗ thông. Nhưng mà đặc biệt là trên thân này nè, nó được vẽ theo cái kiểu mà sơn mài đó, họa tiết nó được vẽ nổi bằng vàng rất là đẹp, nó vẽ cái đó hoa lan rất là tinh tế, chế tác rất là tinh xảo. Tôi biết người cái nghề mộc của người Nhật đó thì họ rất là tinh xảo, cực kỳ tinh xảo. Sản phẩm này cái tay cầm nó làm cũng rất là đẹp nè. Cái này các anh chị để trên bàn làm việc đó thì nó vừa tiện mà nó vừa giống như một cái vật trang trí rất là đẹp. Cái này nó tính luôn cái chiều cao ở phía trong đó là 14, còn chiều cao tới cái vành nó là 10.5, dài 22, rộng 11. Mã sản phẩm là H21, giá 200k.
Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc báo đáo. Một cái đèn trang trí bằng gốm xưa, bằng gốm nhưng mà nó là cái dòng sản phẩm xưa. Cái đèn này, cái chức năng của nó là đèn trang trí hay là đèn trong phòng ngủ cũng được. Cái điểm độc đáo của nó đó là nó được cái thân đèn này nè, là cái chất liệu của nó là gốm mộc. Gốm mộc là theo cái tiếng gọi của Việt Nam chúng ta, nhưng mà cái gốm này thì nó mang cái vẻ vừa giống si bizen, vừa giống shigaraki, rất là độc đáo. Cái vết tro than và nhựa thông nè, trong cái quá trình nung gốm nè, tạo nên cái vẻ ngoài rất là độc đáo. Và trên cái những cái khung mà để cái ánh sáng đèn để đi qua này các anh chị, là nó được tạo hình từ thủy tinh cùng với đồng. Cái khung này nó bằng đồng, giả này là nó có thủy tinh trong và thủy tinh màu, rất là ấn tượng. Cái này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Đặc biệt là cái cốt của nó nặng khủng khiếp. Cái dòng này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa chứ không phải là sản phẩm mới, cho nên là nó chúng ta rất là hiếm gặp, nhìn rất là hay. Cái đèn này mà thấy cái ánh sáng đèn nè, nhìn nó rất là ấm áp. Giờ chúng ta quay bằng máy đó, chúng ta thấy ánh sáng đèn nó rất là ấm áp. Và từ những cái thủy tinh này nè, nó tạo ra cái màu sắc nhìn rất là hay. Nó thấy là cái màu sắc nhìn rất là hay. Chỗ này cái thủy tinh nè, nó phát ra cái màu xanh, ở đây cái màu trắng. Bắt cái đèn lên nè. Ở đây chúng ta mới thấy nè, đây, rõ ràng là màu trắng và màu xanh. Đèn này chúng ta trang trí hay chúng ta dùng trong phòng ngủ thì nó cũng rất là đẹp. Đặc biệt là chúng ta trang trí đó thì nó rất là độc đáo. Cái đèn này nè thì ở cái vết này nè, ở trong này nè, nó ở đáy đó và ở trong lòng đó nó có vết lõi lò, tức là khi nó nung gốm đó thì nó sẽ có cái vết giống như vết vết tóc bên trong, nhưng mà nó ở bên trong nữa các anh chị, nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng gì cả. Cái cốt nó nặng khủng khiếp, dở một tay dở không nổi. Bình này nó cao 22, đường kính miệng của nó là 10, xin lỗi là 8, 8.5. Dòng thân đó là 47 năm, mã sản phẩm là H22, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo một cái bình hoa gốm siêu to khổng lồ. Một cái bình hoa gốm của Nhật rất là đẹp, siêu to, cái dáng nó cao thanh. Để shop chỉnh cái máy lại, để góc độ này các anh chị mới thấy được cái nó cái dáng nó rồi, rất là đẹp. Thấy cái dáng nó cao thanh, trên thân bình này nó vẽ những cái chiếc lá nhìn rất là độc đáo. Và đặc biệt nè, chúng ta thấy ở vòng trên của thân, vòng trên của cổ bình nè, và ở vòng dưới cái chân bình đó, nó phủ men, nó tạo thành một cái hoa văn nhìn cực kỳ ấn tượng. Cái men này nó được phủ nổi các anh chị, phủ nổi và nó tạo thành cái hoa văn là cực kỳ ấn tượng, rất là độc đáo. Trong cổ bình cũng vậy,
nhìn nó rất là hay. Họa tiết này nó được vẽ âm vào trong cái cúc gốm nè, nó tạo lên cái vẻ nổi 3D. Cái này cũng vậy, men này nó giống như nó nổi 3D vậy, nhìn rất là hay. Bên trong nó phủ cái men đen bóng rất là đẹp. Quay lại, bình này nó cũng là cái sản phẩm xưa nha các anh chị, men nó rất là sâu tuổi. Đây chúng ta thấy nè, cái hoa văn nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Đáy bình nó có cái bút ký của nghệ nhân. Giờ ở đây chúng ta thấy nè, cái cốt nó rất là sâu tuổi, chỗ cái trôn đó nè, nó không phủ men đó, chúng ta mới thấy được cái màu thời gian nó hiện rõ trên cái sản phẩm này. Cái bình này thực tế nó rất là to, cực to. Rồi, quay lại đi. Cái bình này các anh chị trưng bày hay là chúng ta cắm sen, cắm những cái loại hoa cao đó, sen, li li, là cắm đào mai nó cũng đều đẹp. Bình này nó cao 30 36. Đường kính miệng là 14. 36 là rất cao đó các anh chị. Thường như bình hoa mà trên 30 là những cái bình cao rồi. Dòng bụng là 70 77 năm. Mã sản phẩm là H23, giá 2 triệu rưỡi. Rất là to. Phiên bán hàng của ngày 15 tháng 8 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.